Rồi anh xin chia sẻ với các anh em về 1 click đa nhiệm này để nó hoạt động như thế nào. Là chúng ta biết rồi ha, video trước là em đã chia sẻ chúng ta click 1 click là nó đã mau được cái file ISO. Bây giờ em click thử cho các anh em xem nha. Đây, nó mau cái file ISO hành độ đi ảo và nó chạy cái driver của bộ driver offline Snappy Driver và nó tạo ra những cái shortcut bên ngoài. Thì video đó em nói rồi, giờ em không nói nữa. Video này em sẽ chia sẻ với các anh em là chúng ta dùng những cái file ASE. Đây, những cái file ASE mà chúng ta muốn cho nó chạy cùng cái bản này, cùng cái bản 1 click đa nhiệm này. Thì em ví dụ em sẽ tạo cái thứ mục app trong đây, thứ mục app OS em vừa tạo rồi do cái 1 click của em nó tạo. Đấy. Rồi em sẽ đặt những cái file này vào đây. Em đặt những cái file này vào đây. Tại sao em phải đặt vào đây? Cho các anh em xem code thì các anh em sẽ thấy rõ lý do. Đây, cái run shop này trong cái thư mục min shop, run shop trong thư mục min shop đài, run shop đài, nó load những cái file nào? Đây, những cái file SE đây, có cái file bota.se. Nếu các anh em muốn đổi tên như thế nào thì các anh em nhớ để đúng cái đường dẫn. Ví dụ đường dẫn đây là đường dẫn thư mục app, cái file là bota. Đấy, ví dụ em click lại nè, em click lại nha. Hồi nãy em click là các anh em không thấy gì đặc biệt khác ngoài những cái shortcut hiện tại các anh em đang thấy ngoài màn hình. Nhưng mà lần này em click lại là nó ra một nồi luôn nha. Đây, em sẽ click lại cho các anh em xem. Đây, em click lại 1 click nè. Đấy. Rồi, khi nó chạy xong cái này, rồi em đóng nha. Rồi, một cái. Rồi, bắt đầu nó sẽ chạy tiếp đó, các anh em thấy không? Nó tại chạy tiếp cái beta nè. Đấy. beta.se nè, đó, rồi nó chạy một nồi shop luôn nè, đó, các anh em thấy chưa? Đấy, rất là vi diệu các anh em nha, đấy, rất là nhiều. Cái beta này tất nhiên là các anh em đã chỉnh rồi ha, đã add những cái shop này kia tùy các anh em muốn rồi. Thành ra là các anh em xài đa nhiệm nó rất là cao và nó dùng được rất là nhiều tính năng cũng như cái shop của mình nó giải nén một nồi như thế này là các anh em biết là nó giải nén biết bao nhiêu cái phần mềm cũng như là cái shop mà các anh em cần ha. Thì cái việc mà tạo cái file đó thì nó là tạo cái file tự chạy thôi các anh em nha. 1 click là nó ra hết thôi. Thì cái phần này á, là em cũng đã chia sẻ rồi, em cũng không chia sẻ lại các anh em mình nha. Thì cái đó là cách tạo shop bota mà chúng ta đóng gói gom lại một cục gì đó. Đây, rồi cái file đó là cái file là bota, hồi nãy em mới chép vào cái thư mục OS. Đây, em mới chép vô một OS các anh em thấy rồi đó. Đấy, cái file đó là 200 mấy MB. Đây nè, em mở cho các anh em xem nè. Đấy, cái file bên trong đó nè nha. Đấy, nó gồm những cái file như thế này. Đấy nè, beta nó chạy nãy nè. Có cái file XML thì nó sẽ tùy chỉnh y như là những gì các anh em đã thiết lập ha. Các anh em thiết lập như thế nào thì nó sẽ chạy như thế đấy. Đấy, nó sẽ load cái ảnh nè. Đấy, thì cái phần này là em cũng chia sẻ rồi. Thành ra là các anh em tìm hiểu thêm nha. Và những cái shop này kia thì tất nhiên là các anh em đóng gói như thế nào mà cho nó giải nén vô đâu thì nó sẽ đi vô đó thôi. Đó là cái việc mà tạo shop bota căn bản rồi, shop table căn bản rồi, các anh em nghiên cứu thêm nha. Còn cái phần nào các anh em chưa rõ thì các anh em hỏi em sẽ chia sẻ thêm. Về ví dụ cái code tiếp theo là nó vừa chạy cái run shop rồi, nó còn cái beta này nó chạy cái gì? Beta này các anh em muốn cho nó chạy cái gì thì các anh em cứ để file vô đó thôi, bất kỳ ổ đĩa nào và đúng cái thư mục và đúng cái tên là nó sẽ chạy các anh em mình nha. Beta trong thư mục min shop, beta đây. Đấy, nó gồm những cái tên file SN như thế này. Những cái tên như thế này á, nó chạy theo thứ tự từ trên xuống dưới, file nào có rồi chạy trước là những cái file dưới nó không chạy các anh em mình nha. Thành ra các anh em đặt cái tên như thế nào đó, giống như mấy cái tên của em nè. Đó, mấy em đặt ví dụ mẫu tên sẵn và cái đường dẫn thư mục sẵn nè. Đó, các anh em cứ đặt giống như vậy. Em ví dụ các anh em muốn chạy cái bật tí xanh nè ha. Bật tí xanh thì các anh em đặt cái tên nào đó tùy các anh em thích, giống như cái tên những cái tên trong này nha. Tại vì những cái tên trong này em đã đặt sẵn rồi. Các anh em muốn sửa thì các anh em vui lòng chỉnh cái file SE mới được nha. Rồi em đặt cái file này nó trong cái thư mục của thư mục app nè. Tại cái code của nó là nằm trong cái thư mục đường dẫn app đây. Đó thì em phải để đúng vô cái đường dẫn app ha. Bất kỳ ổ đĩa nào miễn để đúng code và đúng tên thì nó sẽ chạy. Rồi em ví dụ bây giờ em sẽ chạy tiếp nè. em chạy tiếp cái 1 click đa nhiệm nè, rồi coi các anh em sẽ thấy nó chạy cái file bật partition lên ha. Rồi em đóng cái driver đấy, rồi tiếp tục nó sẽ load beta nè, beta này chạy rồi nè, mấy cái file chạy rồi hết nè, nó sẽ báo lỗi. Tiếp theo là nó sẽ chạy cái file min.se là bật partition đó, các anh em thấy không, nó tương tự thôi. Các anh em có thể đổi cái tên khác ha, trong cái code là em đã có rồi, có add rồi, hoặc là hay gì các anh em mới nãy muốn chạy cái bột table nó ra một nùi shop như thế này nè, thì các anh em cứ đổi lại thôi, trong cái code nó có sẵn á. Các anh em cứ đổi cho nó chạy cái file khác chẳng hạn đấy. Trong khi mục min shop nè, run shop nè đấy, hôm nay là nó có shopware rồi min shop rồi shop be đó, shopware.se, my shop rồi đó, bột table đấy. Nói các anh em có thể đổi những cái tên khác. Bây giờ em ví dụ đi, ví dụ là em đặt cái tên min shop, cái này là cái đường dẫn gốc, ở ngoài trước nó không có đường dẫn thương mục các anh em mình nha. Rồi em ví dụ em lấy cái file này, cái file đây, rồi em đẩy vô ổ gốc là ổ x hoặc ổ c, tùy các anh em chạy cái hệ điều hành nào mà chúng ta để nha. Nói chung là miễn chúng ta để vô ổ gốc là nó sẽ tự nhận dạng luôn, do cái code này nó nhận dạng này, các anh em thấy không đây, tất cả các ổ đĩa đó, nó nhận trên tất cả các ổ đĩa, thứ tự ổ đĩa khác nhau, thành ra các anh em cứ để đúng cái đường dẫn thôi là nó sẽ chạy nha. Rồi bây giờ em sẽ chạy 1 click lại này nha. Rồi các anh em sẽ thấy đấy, nó chạy cái đây không, nó chạy cái h import này, các anh em thấy chưa đó. Như thế này các anh em rất là dễ tùy biến không, chúng ta muốn chạy cái gì cũng được nha, không nhất thiết là một cái cố định như là em ví dụ. Thành ra các anh em cứ đổi cái tên file se thành cái tên file giống như cái code là nó sẽ tự chạy các anh em mình nha. Rồi ok, video đến đây cũng vừa đủ rồi. Cảm ơn các anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em những video lần sau. Bye bye.